trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Cứ vào đi chú ơi, vào đi, thẳng luôn đi chú. Rồi ok chú, các tí bọc lên luôn này. Trời thì sương mù khá là nhiều cô bác ạ. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Ôi em chào anh nhá. Vâng. Từ dưới kia lên thì tầm bao nhiêu tiếng anh? Mò đến đây mất gần 2 tiếng. Ôi đường đi vất vả. Gần 2 tiếng quá. Đường quá hoang quá. Đường đi khá là khó cô bác ạ. Cửa của nhà ba ông cháu hiện tại là chọn như cái màu mà gạch ấy cô bác ạ. Đấy, bây giờ thì Sử đang di chuyển từ trên nhà lên sang để mà bóc cửa để một tí đi về luôn. Rồi, chú từng lên đến đây rồi à? Có rồi, chú lên lần rồi. Vâng. Vâng. Đấy, hôm nay thì chỉ có lấy được cửa lên thôi các bác. Ngày mai thì mấy anh em thợ mới đi lên và lắp cái phần cửa này sau. Ôi cái này thì chắc khung sắt này lấy chở được Sử ạ. Một mình Sử ra thôi à? Cho mấy đồng chí này à? Vâng anh ạ. Cháu Sử xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Đấy, ông thì cũng chạy ra đây để mà cùng cháu Lực để mà vận chuyển đi vào luôn cô bác. Tha đưa bao giờ nổ? Tha đưa à. Đi bóng lá này mà đưa này. Tha đưa không gặp cảnh nào. Bố mi lắng áo dưới nướng mà say á? Không mà hẳn. Ồ, bà nói chứ mà ra? Hạ xuống hết cho. Bây giờ đi về nhà chắc độ tầm 7 giờ đấy chú nhỉ? Giờ xuống chắc tầm cũng nhanh thôi, nhưng mà về cũng chờ. Vâng. Chở cái hàng này thì mình đi chậm. Vâng. Ở đây thì các anh nói thì khi mà chở cửa lên các bác thì cũng phải là rất là cẩn thận. Tại vì là có kính cho nên là rất sợ là kính là nó bị vỡ. Đấy, cửa này thì cái phần này là phần khung của nó cô bác. Đấy, lựa chọn như kiểu là màu nó giả giả gỗ một chút cô bác. Ở đây thì tất cả hoàn toàn là đều bằng cửa nhôm cô bác nhé. Đấy, một cánh cửa này thì khá là nặng thôi. Thật nhá. Thật tí kính vớ nhá. Đấy, ở đây kính này thì tất cả kính là bằng hai lớp hết cô bác nhé. Chỉ người ở trong nhà mà nhìn thấy ra ngoài thôi, chứ còn người ở ngoài thì không có nhìn thấy người ở trong nhà cả. Đấy, để cẩn thận xuống tí. Hải đi học mà chưa về à? Về rồi ạ. Về rồi à? Vâng. Cũng rất là mong các bác ở trên kênh thông cảm cho được. Trong một thời gian qua thì đáng lẽ ra là có thể là hoàn thiện nhà cho bao cháu rồi. Nhưng mà cháu Lực cũng đã nói lý do là tại sao lại mấy anh em thợ lại chưa có đi vào để mà thực hiện cho cháu Lực được ấy các bác. Thì cháu Lực cũng đã nói rồi. Đến thời điểm hôm nay thì cũng đã lấy được cửa lên đến tận nhà của ba ông cháu rồi.
Còn về cái phần khung này sẽ là cái khung mà để mà để trong phần cửa sổ, sẽ để mà chống chống trộm các bác. Sợ là cửa sổ một đập kính để mà vào nhà. Cái này mà đi nhanh quá sóc là cũng bị vỡ kính rồi nhỉ. Ờ, đây thì từ từ thôi, mà chở cái hàng này thì đi nhanh thì thôi đấy. Anh là cũng người ở Xín Mần đó chứ anh? Có, anh ở bên Tả Nhiêu ấy. À vâng. Ở Cổ Lan. Vâng. Ở đây thì hôm nay là mấy anh em đội thợ là thuê xe của anh để mà chở lên. Còn là ngày mai thì các anh em thợ mới đi vào và lắp cửa cho ngôi nhà của ba ông cháu của bác. Bây giờ thì cũng sắp đến Tết Nguyên Đán rồi, cho nên là gấp rút để mà hoàn thiện càng sớm càng tốt. Rồi, có khá là nhiều cửa cô bác. Ở đây thì cửa phụ thì có là ở bên kia là hai cái, và ở bên này thì có là thêm là hai cái nữa. Đấy, hai cánh cửa bên này chắc là cánh cửa bên chỗ phòng ngủ của bác, còn cánh cửa to bên này là cái cửa chính rồi. Đấy, bây giờ thì các anh trở lên xong rồi các anh thế này phải di chuyển là đi về dưới huyện để kịp mà giờ của bác, để tránh gọi là đi về là tối quá. Đấy, mùa này thì chắc chắn là sẽ tối rất là sớm rồi. Và ở đây là những cái khung sắt mà để vào phần trong các cửa sổ đấy các bác. Thế anh là bây giờ cũng về luôn à anh? Về luôn thôi. Vâng. Cước là ông kia gửi, là chú gửi đấy. Dạ, cước là chú kia khác gửi. Vâng. Vâng vâng. Nói về luôn nhá. Vâng vâng. Em cảm ơn nhá. Vâng. À, màu này có ưng không? Có. Có. Ưng rồi à? Ngày màu này một ngày chứ? Ngày cái này luôn bạc túi luôn đây một ngày à? Ngày chứ. Ngày chứ ta? Ngày chứ. Ở đây thì khi mà tôi được bỏ nói là lấy cửa lên các bác, thì ông với lại sử thì cũng chỉ biết là lấy cửa lên thôi, cũng không biết là cái màu cửa là màu như thế nào, chỉ biết là màu của cửa thì là biết rồi, nhưng mà không biết là cái phần cửa nó sẽ ra như thế nào. Bây giờ thì các anh là lại di chuyển là đi về lên trên này, cái bóc cửa xuống là các anh là di chuyển đi về luôn các bác, tại vì quãng đường là rất là xa. Đường thì rất là bé. Dễ ăn nắng mi chỉ ăn là gì? Ăn nắng tu cửa sổ tu à? À lắm à, ăn lắm à đấy. Cửa sổ là mi điều xuống xăm chết pẹt ăn cửa sổ. Hãy ăn nắng mi pẹt ăn cửa sổ mấy à gì? Không đặt cho lên đi. Xì à. Hãy xử thử đếm xem mà có phải là đủ hết cửa sổ chưa? 8 cái đúng không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 8 cái cửa sổ. Đấy, là có một phòng ngủ là có 2 cửa sổ. Đấy. Ở đây thì cửa sổ đây thì nó sẽ kèm luôn cả cái phần khung luôn các bác. Ở đây thì vẫn còn chưa bóc siêu đâu. Ngày mai thì bóc sau. À. Thì bây giờ những cái phần khung sắt này sửa có thể lấy xe máy chở được về. Đấy. Xe máy này, còn cái kia thì cái phần cửa kính ấy thì chắc chắn là tí mình sẽ phải là lấy lót. Lót dày thì mới chở được về. Đấy, bây giờ thì chở hết để vào trong nhà đã. Rồi thì ngày mai các anh sẽ lên lắp sớm nhá. Sử, nếu mà bây giờ nhìn thì có biết cánh cửa nào là cửa chính, cửa nào là cửa phòng ngủ không? Không biết ạ. Không biết à? Cái cánh cửa to nhất thì là nó sẽ nằm ở đâu? Nằm ở trong
cửa cửa đúng không? Vâng. Đó, cửa to nhất là nằm phần ở cửa chính. Vâng. Đó, còn cái phần nhỏ nhỏ hơn là phần cửa sổ. Vâng. Đấy, hầu như ở trên chỗ khu của sở thì không có ai có cửa sổ như này đâu các bác nhé. Đây ở đây thì nó sẽ hơi giống một chút là cái màu của gạch đúng không? Vâng. Đấy, hơi giống màu của gạch cho nó đều nhau, đều màu lẫn nhau luôn. Vâng. Đấy, bây giờ thì sửa lấy xe ra để chở cái này về trước đi em. Đấy, còn cái xe máy đen mà hồi xưa cháu Lực mang xuống cho em sửa để em ấy mượn để mà chở vật liệu vật liệu nào các bác, thì bây giờ cháu Lực cũng đã mang đi để mà sửa lại rồi. Đấy, và bây giờ tất cả em sửa đều sử dụng bằng cái xe này là của bác Trần Thị Tiên, là bác ấy mua cho em sửa, để cũng như là cho em sửa có một con xe để mà đi lại. Và thứ hai thì khi mà ba ông cháu có ai bị ốm đau gì có thể lấy xe máy để chở đi bệnh viện nó sẽ nhanh hơn. Đây, phần không đấy, phần này là cái phần khung cửa sổ của bác nhé. Đây, còn bên này là phần khung cửa chính, cửa to. Nhưng mà sửa có dây co không đấy? Có à? Rồi. Dây co thì lúc nào cũng để trong cốp nhỉ? Để mình đi gặp cái gì là mình còn biết chở. Đấy, em xem cái nào mà dùng xe máy chở được thì dùng xe máy chở nhá. Còn là cái nào mà không dùng xe máy chở được thì một tí anh em mình sẽ vác đi nhá. Thế còn là đây thì những cái cửa to kia của bác chắc chắn là sẽ không có đi dùng xe máy để mà chở được, tại vì sợ kính nó vỡ, tại vì đường nó đi rất là khó. Đấy nha, cái những cái điểm sứa này này em ơi, bia cát tông này đó. Đấy, lấy bia cát tông này để vào. Đấy, cái khung sắt trước ấy, cái đấy được không? Ồ, từ từ, nếu mà chở hai cái đi, thêm cái này một cái nữa, thêm cái tấm này nữa. Đó, lấy cái tấm này chèn. Đây có phải hộ chở không? Không à? Ê, từ từ xíu, từ từ em ơi. Từ từ. Cái này để đó. Cứ cho một tấm rồi thì mình lại lót thêm cái này vào. Đấy. Từ nhá, từ từ nhá. Đấy. Đấy, phần cửa sổ nhỏ này thì có thể là dùng xe máy để mà chở được vào các bác. Còn về cái phần cửa chính, cửa to như này thì một tí chắc là phải lấy vác bộ để đi về thôi. Ở đây thì cháu Lực cũng đã nói với tất cả cô bác anh chị ở trên kênh hình như là một lần rồi. Và ở đây thì các anh thợ không thể hoàn thiện trong ngày được. Đấy, một ngày thì là chở vật liệu lên, còn một ngày sau thì các anh sẽ lên lắp cửa mỗi ngày luôn để cho nó xong. Đấy, nếu mà như gia đình nhà bao cháu ở gần huyện thì có thể là trong ngày thì các anh em thợ sẽ hoàn thiện luôn. Đấy, rồi đi đây, anh đẩy đi cho. Đấy. Rồi. Từ từ á. Ai đấy? Để nó. Có luôn. Ai đấy? Con. Con.
À, con của ông á. À. À. Rồi. À, là chú của Sử đúng không? Hay là bác? Có phải bác của Sử không? Bác của Sử à? Đây là rể của bố đây ấy. À, con rể à? Cô rể của bố đấy. À, là cô là con gái của ông đúng không? À. Bây giờ cháu sẽ hỏi ông là sẽ có bao nhiêu người con gái của bác nhé. Lùm dê mới chỉ con Lục Nhinh đấy. Ờ, chỉ mì con tàu này. Mì con tàu chứ. Ừ. À, ở bên kia là con gái của ông cô bác ạ. À, hôm nay thì Lục Nhinh dê khái tiết đâu đấy? Thì Lào Cai. Lào Cai á? Thì Lào Cai. À, là đi tận Lào Cai để mà lấy chồng cô bác. Ấy bạn này lùm mì bạc tú bên đây lên. Bực bóng mà lắp thì mới bây giờ đi đây nó. Phải đi thứ đâu phải thứ đâu thì mới rủ đây nó. Đây cháu Lực vừa nói với ông một chút là bây giờ lắp cửa xong thì đi vào mà sắm đồ đạc thì là dọn vào ở luôn các bác. Xong là làm tân gia thôi nhà dê nó. Tân gia luôn. Xin khấn tân vào luôn. Đấy. Lê dê có nhắn thọ bẻ cái này tức quán rồi dê. Cái này rồi. Đây cái này thì chắc là phải vác bộ đi về đâu các bác ạ, tại vì nó rất là dài. Đấy, như con đường của nhà ba ông cháu thì cháu Lực cũng đã ghi hình lên rồi, là một cái con đường mà cũng khá là nhỏ thôi. Đấy, còn những cánh cửa to này cô bác này thì chắc là bây giờ cháu Lực sẽ phải gọi người về để mà thuê người ta vận chuyển cửa này đến nhà của ba ông cháu cô bác nhé. Đây đây thì mấy anh em thợ cũng chỉ là lấy lên đây thôi, còn việc còn lại thì sẽ để cháu Lực cùng với lại gia đình là sẽ lo. Ở đây thì sẽ tí gọi người ra để mà khoán xem là cho người ta chở được cho em Sử chở thêm một chuyến nữa, còn việc còn lại thì sẽ để cho Lực thuê người vào để mà vận chuyển hộ cho ba ông cháu. Hello. Ừ. Ồ. Ấy Malo. Malo. Ấy Malo. Vậy thuê là 4-5 người nữa cô bác để mà hộ em Sử vận chuyển là đi vào. Đây, bây giờ dùng xe máy để chở thì nó cũng không có chở được ấy. Đừng để làm nó rơi nhá. Phát cái nữa này. Cái nhỏ nhỏ cái thì tí để xe máy đi chở. Đấy, vác cái to thôi. Chạy là tà. Cái chạy là tà vậy này. Đấy, mỗi người một chuyến là hết rồi. Cái kia thôi, đây này, và đây nữa thôi. Mỗi người được. Đúng rồi. Mỗi người được hai chuyến. Lộ gì bẹp lộ. Dê bẹp cái ý nè, đấy. 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 Những cái này thì bây giờ phải vận chuyển là đi vận chuyển bằng sức người các bác nhá, chứ không có bằng xe nữa, tại vì đường cũng khá là trơn. Đấy, không có đi được, thành ra là đó đó đó, ấy hai thanh niên này khung này đấy, đấy ấy mấy khung đấy rồi, đây cả ông thì cũng vác luôn cô bác. Ở đây thì mấy anh em cháu Lực sẽ cùng ông với lại Sử là sẽ làm một chuyến, còn lại thì sẽ để thuê đi vào. Đây, tấm cửa lớn thì rất là to. Đi khá là nhanh nha các bác. Tầm độ bao nhiêu cân hả ca? Tầm độ bao nhiêu cân đấy?
8 cân đấy thôi. 8 cân á? À, nhẹ. Ờ, cái tấm cửa lớn to hơn. Cửa đấy là cửa. À, cửa đấy không phải là cửa lớn. Vậy từ đây vào nhà của ba ông cháu trong kia thì cũng ít nhất phải rơi tầm độ 20 phút của bác ạ, 20 phút đi bộ ấy. Đây, đường thì rất là trơn của bác này. Nên như này thì không dám dùng xe máy để mà chở vào cho lắm, tại vì là đường trơn sợ là nó sẽ bam xong là cửa sẽ bị vỡ, tại vì cửa thì có kính thì nó là một nửa kính thôi. Cái kính này thì được kính hai lớp của bác nhé. Thế ông thì cũng làm một chuyến luôn, đi về thì cũng chịu theo. Ôi, thanh niên này không đi dép à? Không ạ. Ôi. Ở đây là K với lại thêm là 3 với lại thêm 2 3 người nữa là 3 anh em. Ở kia là các con của chú đi trước ông ấy. Cây bằng nhôm này thì cũng khá là nhẹ các bác, trong thì nó giống này. Nếu sử thì chở một chuyến đi vào đến nhà ấy các bác vẫn chưa thấy ra đâu, tại vì đi dùng xe máy để chở thì cũng đường cũng khá là trơn, không dám đi nhanh. Em sử thì xuống kia sao rồi các bác? Cái tấm của chú đang vác thì tầm bao nhiêu cân đấy? Ôi, từ từ nha. Đấy, rất đẹp trai nhở. Na của Na à gì? Na chẳng nơi đây. Nơi gì ta? Nơi chẳng lãng, nơi chẳng lãng bằng. Ồ. Tấm của chú đang điệu thì rơi tầm bao nhiêu cân đấy chú? Nè. Vâng. 20 cân thôi. Tầm 20 cân à? Ờ. Đi gần thì nhẹ thôi nhỉ, nhưng mà đi xa thì khá là mệt đấy. Vậy ở đây thì chỗ này đường khá là trơn của bạn đây, tạo thành là những vết bánh xe đi xuống rất là sâu. Nhưng chỗ này thì rất là sâu này. Anh cứ chạy qua chạy, đang cả chạy lên phía sau. Ở bên phía bên kia thì mấy thanh niên đi thì trẻ tuổi hơn cô bác, cho nên là đi rất là nhanh, là đến là tận kia rồi. Thấy ở trên đỉnh đầu của mình thì điệu những tấm cửa nhìn đi trong ngoài giống như kiểu là con ốc sên đâu á. Ngày mai thì các em thợ chỉ việc là vào lắp thôi thì là cũng xong ngôi nhà của ba ông cháu rồi. Có một con chó mà mỗi lần mà cháu được đi qua thì cháu được cảm thấy rất là ám ảnh vì con chó này rất là kỳ của bác.
Con chó này là đêm là nó biết đuổi ấy. Phải là vừa đi là vừa để ý đâu mà sau lưng. Tại bên kia thì có sương mù và khá là nhiều. Trời thì bây giờ chỉ độ tầm là 4 giờ chiều thôi các bác. Nhưng mà nhìn như kiểu là tầm độ 6 giờ rồi. Ông thì phải nói là một người mà hy sinh cho hai anh em hải sử của bác rất là nhiều luôn. Ông thì năm nay là gần được 80 tuổi rồi, nhưng mà cái sức khỏe của ông thì vẫn còn rất là mạnh khỏe và minh mẫn của bác, chứ không có ẻ oải cho lắm. Bây giờ thì cái cuộc sống của ba ông cháu của bác khi mà cháu được Liên chia sẻ và được các bác Mạnh Thường Quân cùng nhau chung tay và giúp đỡ thì cái cuộc sống của ba ông cháu thì cũng đã dần gọi là vào ổn định rồi. Đấy, ông thì có thể là bây giờ có thể là được đến tuổi là nghỉ ngơi rồi. Đấy, từ trong có điểm trường ra thì có những đoạn nào mà mấy anh em nghỉ ngơi cháu được sẽ không có ghi hình thôi, còn là đoạn nào mà tiếp tục đi thì cháu được sẽ tiếp tục ghi hình lại. Đấy, bây giờ thì cũng đã đến gần nhà mới của ba ông cháu rồi. Hiện tại thì cái chỗ mà heo cái chỗ này của các bác này thì vẫn chưa có chi phí để mà đổ một cái đường bê tông nhỏ xuống đây. Ở đây thì cái con đường này đi xuống nhà thì không chỉ là đi xuống nhà một mình của ba ông cháu mà đi xuống nhà của người chú quân sử nữa, và chú mà đang vác cái tấm cửa lớn này nữa. Đến chỗ này thì có rất là nhiều cái cây mà nó che đi tầm ánh sáng, cho nên là phải bật đèn một chút thì cháu được mới ghi hình được, chứ không là trời rất là tối các bác. Đây hình như là chuẩn bị có thêm măng nứa cho cô bác này. Cháu được nhìn thấy là nhà chú cái đồi măng nứa này cũng đã đi đào rồi. Đấy, ở đằng sau nhà thì cũng được làm rãnh, xong lại đổ thêm một lớp xi nữa. Cán đào nó. Cán ô. Đấy, tấm của chú này là to hơn này, thành ra là đi nặng hơn. Ui, chú đi là đi toát hết mồ hôi đấy nhở, đây là đi nóng hết người luôn rồi. Toát hết mồ hôi chú nhở. Thôi rồi, căng lái của dân bèn. Đấy, đây thì cửa thì hiện tại là sẽ để ở phần bên ngoài đã. Rồi thì ngày mai anh em thợ là sẽ đi vào lát.
Còn là cửa sổ thì sẽ để ở đây luôn. Cái cửa sổ thì có là bên này phòng khách là có 4 cái và phòng ngủ bên này là có 1 cái. Còn là có 1 cái phòng ngủ bên này thì là có 2 cái cửa sổ các bác nhé. Đây ở đây thì chúng tôi cũng đọc và ý kiến bình luận ở trên kênh là có các bác có bình luận rằng là tại sao lại làm 2 phòng ngủ, 2 cửa sổ các bác phòng ngủ ấy. Thì thứ nhất thì chúng tôi cũng lắng nghe theo ý kiến của mạnh thường quân khi mà tài trợ cho ngôi nhà của ba ông cháu. Vậy bây giờ thì mấy anh em lại tiếp tục là đi sang kia để mà vác về thêm một chuyến nữa các bác ạ. Vậy em Sử thì sẽ là người mà lấy xe máy để mà chở cánh cửa sổ là đi vào để xe trên kia thôi các bác, không có dám lấy xe xuống cái này, tại vì là xuống cái này đường đi cũng hơi khó khăn một chút, cộng theo đó thì có cả trơn nữa. Cá ngô đồ. Đường đi có trơn không? Có ấy. Trơn đấy nhở? Hả? Cửa sổ là hết rồi đúng không? Rồi. Phát là 4 tấm luôn này. Thắng ơi. Hô hộ xứ ơi. Đó, hộ xử một tí. Đây còn là về phần là vác bộ thì sẽ để thuê các bác. Ui, nào, tháo lên hộ xử tí, rồi. Đấy. Cái chở được là dùng xe máy để chở hết rồi đúng không? Nhìn thấy cái màu này có ưng không? Có ạ. Hả? Có. Đây ở đây nhìn như kiểu là màu sơn là giả gỗ một chút các bác nhá, nhưng mà không phải là màu gỗ đâu nhá. Đó là bằng bằng nhôm. Đó. Còn kính ở đây là kính hai lớp nhá. Kính mà nó không phải là một cái kính luôn mà có hai kính ấy. Vâng. Đấy, ngày mai thì các anh em thợ là sẽ đi vào và lắp vào phần cửa đấy sau. Vâng. Bây giờ là không ra bên kia để chở nữa chứ, hết rồi. Hết rồi à. Đây, bóng đèn thì đến giờ nó là khắc tự sáng này các bác này. Tàng hô. Đấy, chú của Sử thì cũng có ra để mà hộ, nhưng mà là chở hết rồi các bác. Chó được cũng là lấy chở hết rồi cho nên là không có ai kìa. Đấy, ở bên ngoài thì phần sân ấy, có hai cái bóng đèn mà được hai chị Nguyệt Thúy là có gửi tặng cho hai ông cháu của bác. Đấy, đến bây giờ thì trời khá là nhiều sương mù rồi. Hải thì ở nhà là nấu cơm à? Vâng. À, Hải thì bé hơn là không vác được nhỉ? Vâng. Hải Sử thì dùng chở 2 chuyến thôi thì cũng đã hết rồi, hết 8 cái cửa sổ rồi. Sử thì chở là nguyên cửa sổ thôi. Ui, đứa này không biết lạnh à? Hả? Áo chết đâu? Ngại rồi. Vậy cô thì chắc là lạnh hay sao nhở? Hở mũi mặt thôi. Vậy đứa này thì còn rất là bản lĩnh này. Hai đứa này mặc nguyên 2 cái áo phông thôi. Về nhà mặc áo thì không lạnh lắm ấy. Chưa mùa rồi. Đấy, Thắng ở đây còn lạnh nữa này. Thắng là lấy vợ chưa Thắng? Chưa. Thế bao giờ lấy vợ ấy? Đến 30 tuổi đó. Đến 30 tuổi à? Vâng. Được, đúng. Đồng ý anh ấy. Đây là bố của Thắng đúng không? Vâng. Bố của Thắng năm nay được bao nhiêu tuổi rồi? Không biết được. Không biết à? Được. Xin thế sinh năm bao nhiêu? Không biết. Không biết. Vâng. Ôi trời. Hầu như là mấy thanh niên ở trên vùng cao này thì không biết là bố sinh năm bao nhiêu nữa các bác. Đấy.
Như Sử thì bây giờ hỏi là ông sinh năm bao nhiêu thì chắc không biết đâu nhỉ? Không biết đâu. Thế Sử sinh năm bao nhiêu có biết không? Có. Hai ly mấy? Sử là 204. Đấy, 204 nhá. Nhớ nhá. Còn bạn này có biết mình sinh năm bao nhiêu không? Hả? Có. Sinh năm bao nhiêu? 08. 208 à? Vâng. Bây giờ thì phải đợi thêm một lúc nữa, đợi mấy anh em bên kia vận chuyển vào đây hết thì cho được sáng. Chắc là cũng sẽ đi về thôi các bác, và kiểm tra xem lại cửa mọi cái thì đã ổn định không. Đây có lẽ là Sử ơi, em dùng lấy cái này để hết vào trong nhà đi. Đấy. Đấy, vận chuyển để hết vào trong nhà. Cái đấy thì mình không cần để gác lên cũng được. Để xuống luôn. Đó. Đấy, ngày mai thì mấy anh em thợ là lên lắp một ngày thì đã ok rồi. Bốn cái thanh này là bốn cái thanh mà cửa ở phần cửa chính đó. Đấy, bây giờ thì đợi mấy anh em kia ra thì cho được xé. Tiếp tục là ghi hình sau cô bác nhé, để mà kiểm tra xem là phần cửa của mình đã đủ chưa, và bảo với em Sử để cho tối em Sử lên trong một chút. Đấy, cửa thì chắc chắn là sẽ không ai em lấy đâu, tại vì là ở trên này thì lấy một cái thì là mình đã biết rồi, và vận chuyển thì nó cũng rất là khó khăn cô bác, tại vì nó to cô bác. Nhưng cái tấm cửa này thì nó rơi vào tầm độ là 20 cân. Đấy, sau ngày mai thì lắp cửa vào thì nhìn thấy ngôi nhà đấy khắc bọt và khắc hẳn luôn cô bác. Đấy, ở đây thì phần cháu Đức cũng đã nói khá là nhiều lần rồi, trước thì cháu Đức cũng chưa từng chia sẻ lên về cái mẫu cửa của ba ông cháu là như cái màu nào các bác. Đến thời điểm hôm nay thì khi mà cửa lên, cháu Đức sẽ chia sẻ và ghi hình cho tất cả các bác cùng xem luôn. Để các bác nhìn cái màu sơn, cái màu gạch thì nó y xì như cái màu cửa các bác. Màu cửa thì nó sẽ đậm hơn, còn là màu gạch lát nền nhà thì nó sẽ nhạt nhạt hơn một chút các bác. Bây giờ thì mấy anh em mà cháu Đức thuê thì cũng đã vận chuyển là chuyến cuối cùng rồi các bác, đến đây rồi. Ôi chắc là để vào điểm trong đi đấy, để điểm trong nhà đi. Để vào trong nhà đi. Đấy, dựa vào tường một chút thì cũng được rồi. Bây giờ thì cũng cháu Đức sẽ kiểm tra lại thêm một lần nữa các bác. Đầu tiên thì cháu Đức cũng đã kiểm tra rồi. Ở đây thì là hai cánh cửa phụ, mà hai cái, ba cái rồi. Rồi. Bên này là có thêm một cái nữa, bốn cái, hai cánh cửa chính. Rồi. Các chú thì còn đang chưa biết là cửa sổ sẽ để như thế nào. Đấy, bảo là lấy cái này để vào, xong thì lấy cái cửa kia để. Đấy, đủ hết rồi đúng không? Hết rồi đúng không? Đấy, cũng rất là mong các bác sẽ thông cảm cho lực cô bác nhé. Trong thời gian qua thì cháu Đức chưa thể lấy được cửa để đi vào, đến hôm nay thì mới lấy được cửa cho nhà ba ông cháu. Sử thì khi mà xem được cánh cửa như này thì có thấy ưng không? Có ạ. Có à? Vâng. Cái màu lựa chọn như này thì trước anh cũng đã bảo với em một lần rồi là sẽ trùng với lại màu nền nhà một chút. Đấy, nhưng mà ở đây anh không có nói ở trên kênh. Vâng. Hôm nay thì nhìn thấy em Sử có vẻ như rất là tươi của bác khi mà thấy cánh cửa nhà mình vào rồi. Đấy, thức phim này thì cũng khá là dài rồi. Đấy, cháu Lực cũng ghi hình lại cho tất cả các bác cùng biết rằng là cháu Lực đã lấy cửa vào rồi các bác nhé. Và cháu Lực cũng xin được nói là lời hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác anh chị. Cháu Sử chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị.
xin mến chào tất cả quý cô bác anh chị. Ngày hôm nay thì ngày một ngày mà mưa gió rất là lạnh, thành ra là không có đi lên trên bản được. Cho Lực ở nhà thì hai chị em là làm một tí lạp xưởng, vừa là để làm phục vụ cho gia đình và vừa là làm để đăng lên trên kênh. Mà nếu mà có cô bác anh chị nào mà quan tâm tới là xưởng thì là cho Lực sẽ gửi cho cô bác. Cho Lực cũng rất là mong các ông bà, cô chú anh chị sẽ mua ủng hộ cho cháu Lực để cho cháu Lực có thêm kinh phí đổ xăng để đi lại cô bác nhé. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều.